bỏ khách rồi. Hôm nay ngày ngày à ngày ngày mai thì không. Đây cả nhà, đây là chị chủ nhà, chị tên là, em quên mất tên chị rồi, Trang. chị Trang, rồi Trang Đúng rồi, Tuệ, Trang rồi khổ Tuệ. quá. Rồi. Bây giờ là cả nhà cùng trải nghiệm vào tham quan không gian nhà cổ đấy của nhà chị Trang nhá, cả nhà nhá, đây rất đẹp luôn. Đấy, chị dẫn mọi người Vâng, đi nhá. đây ạ. Nhà mình vào Này cả nhà nhá, không gian ở trong nhà nhá, rất đẹp này, ở phía ngoài là nhà mái ngói âm dương nhá. Đấy. Đấy, đi vào. Đây. Hello cả nhà. Đây là du khách về nghỉ ở trong. Đấy. 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 Đây là phòng này. Đây là phòng rất mộc Đến mạc bao này. giờ ạ? Chị đến bao giờ hết? Mai thì có phòng. Đây là không gian bếp các chị nhá, đây toàn tủ xịn luôn, đây, bằng gỗ luôn. Gỗ kiểu này mới hay này. Đấy, rất đẹp nhá. À, em nói là cái gỗ gì, thông thông Ở đá đây đấy. thông đá với một số là gỗ quý ở trên trên đá. Hôm nay là mình nghỉ ở đâu ạ? Có những khung gỗ là Bây không giờ nhớ mới rồi tên. đến đâu Đấy. ạ? À, báo nhà, Đấy. báo cái này đây. Không gian đây là bếp này, mọi người uống rượu ăn cơm ở đây này, Nhà ấm trông nó cúng này. khá là đẹp. Đấy, chị xem đi, sờ cái ghế xem là có khác với Sờ ghế Hà chứ lại Nội. Đấy, chị thèm. đi đi sờ cái ghế đi. Thì ghế gỗ này thì Đấy, có không? Cứ sờ thoải mái đi đây. đặc Ghế rất biệt, đẹp của nhà nhá. đặc biệt đẹp, đẹp cho đặc chị biệt. ngồi Chị ngồi đi. đây. Các chị vào ngồi để chụp ảnh một kiểu nào. Hôm qua cũng một đoàn đấy, một nhà khoảng 12, 15 người là người ta cũng hay, kể cả một đoàn 8 người. Người ta thích ở riêng tư là người ta cũng thuê như này. Đấy. Đấy. Thuê cả chủ nhà ngủ cùng ở cùng luôn. Đấy, rồi đây. Hôm nay tổ chức sinh nhật nha, ăn nửa bánh này đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, chúc mừng sinh nhật. Không biết sinh nhật chị à? À đây 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 đây. Oh, chúc mừng sinh nhật nha. Rồi. Đây mọi người ăn bánh này, đây còn nửa quả bánh này. Ơi rằng à, đây rất là ấm cúng nhá, đấy không gian rất mộc này. Đấy cả nhà đứng đấy để em chụp ảnh một kiểu cho. Đấy ngồi 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 im, ngồi im. Ngồi im để em chụp cho. Đấy. Thơm toàn mùi nước hoa. Gỗ Ngọc Am đây rồi. Iopena. Đấy. Cho em một kiểu chị nhé. Rồi đây. Nhà nào. 1, 2, 3 nào. Rồi, cảm ơn chị rồi. Đấy, chị chủ nhà chụp ảnh cho anh em. Mọi người đi ra ngoài để ngắm không gian này nữa. Không gian cổ. Đấy. Đấy, mỗi ngôi nhà có một nét đẹp riêng. Đấy. Đấy. À, đi, thích đi lên gác ngóm dom đấy. Cho Hay các chị quá. đi ngóm dom một tí nhỉ. Ở trên tầng 2 đó. Ở bên trong đây. À đây. Từ từ, chưa ghi. À chị cho em hỏi là ở nhà mình là có bao nhiêu phòng, bao nhiêu giường, chứa được bao nhiêu người? Chị có 2 phòng đơn dưới tầng 1 và 7 đệm ngủ dom ở trên gác. Cứ một đoàn ở khoảng 15 người là vừa đẹp. Cả nhà luôn, thuê cả nhà là vừa được riêng tư này, vừa được thoải mái. Rất nhiều không gian tiện ích chung. À đây có nghĩa là cứ 15 người là sẽ chứa được thoải mái. Đấy cả nhà nhá, ai mà lên với Hà Giang thì về với khói nhá. Khói homestay đấy. Đây là chị Trang là chủ nhà nhá. À, cả nhà đây là chị Trang là chủ nhà, chị ấy được biệt danh gọi là bông hoa rừng đẹp nhất cao nguyên đá. Đến bây giờ đây là hoa hậu nhà homestay. Chị làm homestay thì là hoa hậu homestay đúng không? Đấy, chị hiện tại là chị mới lên vùng cao lập nghiệp, chị thấy không gian ở trên này đẹp quá và chị đã mua đất ở đây làm nhà ở đây và chị lấy chồng ở đây. Chồng của chị là người Mông nhưng mà gốc Kinh, gốc Kinh. Cả nhà nhá, đấy không gian của nhà chị rất là đẹp này đấy. Thì áp báo sẽ quay lại cho cả nhà thêm để cả nhà cùng được ngắm cảnh ở đây. Chị anh Tuệ đi đâu rồi? Anh đi xuống mấy việc gì ở dưới À, anh đi tán gái bản Mông đúng rồi. không? Đấy. Anh đi tán gái bản Mông. Chị thì ở nhà trông nhà còn cho anh đi tán gái thoải mái. Uống rượu ngô nữa. À. Rồi, cả nhà cùng trải nghiệm ngắm thêm cảnh nhé.
Đấy, rất đẹp cả nhà nhé. Đấy, các chị vào đây làm một kiểu ảnh nào. Rồi, đẹp như thế này, vào chủ nhà đứng cùng chụp luôn. Đấy, rất đẹp này. Này, hôm nay là đưa mọi người đi trải nghiệm chụp ảnh đây. Đấy, các chị vào đi. Còn ai nữa không? Ở đây là không gian buổi tối thì đốt lửa trại này, rồi ngồi nướng ngô, nướng khoai các kiểu này. Nhưng mà hôm nay là chưa chuẩn bị gì, chắc tối mới có. À, chị Trang vào chụp ảnh cũng... À, rồi, rồi. Hỏng cháy hết máy ấy nhỉ? Yep, bên nào, 1, 2, 3 nào. 1, 2, 3 nào. Đấy, đứng im nhé, để em chụp thêm nhé. Đấy, không gian ngói âm dương nhà trình tường này. Đấy, thơ mộng luôn. Lên đây trên này bắt chồng luôn cả nhà nhé. Yêu bên nào. 1, 2, 3 nào. Ồ, rất đẹp. Rồi, các chị đi trải nghiệm đi. Đây, chỗ này xít đu, ai đưa người yêu về đây mà xít đu này. Đấy. Đấy, rất mộc mạc này. Đấy, đấy. Đấy, rồi mọi người sẽ phải được sẽ được ngắm đây là hoa mận này. Đấy, hoa mận rất đẹp luôn này. Đấy, thơ mộng chưa? Đấy, mọi người đang ngắm. Mọi người thích không gian này quá. Nhà này có mấy tỷ ra mà. À, chị Trang bán hết. Chị Trang là bán hết nhà, hết đất, hết gia sản ở Hà Nội để lên trên này ở thôi. Đấy, chị Trang cho số điện thoại đi để mọi người sẽ, các chị gái sẽ bắt chồng đưa lên đây. Bắt chồng đưa lên đây để ngủ một đêm thôi. Đấy. Đây đây, mua gì? Mua nhà luôn. À hỏi. Ô, có nhiều người gạ mua nhưng thôi, ngày mai đi nhà báo xem có mua được không. Đấy. Mua cả báo luôn, thoải mái luôn. Đấy. Đấy. Đấy, khôn thế, nó mua cả chủ thì được cả nhà. Bởi vì mua được chủ rồi đây. Đương nhiên mua nhà rồi. Hả? Có nghĩa là mua chủ rồi thì sẽ được cả nhà, không phải mua nhà thì mất cả chủ. À, cô gái là muốn mua ngôi nhà như kiểu này đúng không? Đó, đó, rồi. Rồi, nhưng mà cô gái muốn mua chủ cơ. Mua chủ sẽ tính tiếp rồi. Đây, không gian cửa này, cửa nhà này. Đấy, độc đáo chứ cả nhà. Đây là cửa của người dân tộc Mông vùng cao. Đấy, cửa rất đặc trưng là có những... cột rất là to và có cánh cửa rất là to đây. Đây, mộc mạc hoang sơ. Đấy, đây là ngói âm dương được xếp thành cột ở phía bên trên này. Có hoa anh túc này. Đấy, hoa anh túc này bằng gỗ cả nhà nhé, hoa thuốc phiện đấy. Đây, cánh cửa đây, cánh cửa rất mộc mạc đây. Đấy. Đấy, mọi người bây giờ đi sang nhà áp áo nha. Rồi, mấy nữa áp áo chuyển nhà rồi. Cứ đi sang đây là chắc là lần cuối cùng đón cả nhà về với áp áo thôi. Mèo và áp áo đi sang Cao Bằng. Đấy, ngôi nhà. À, đứng ở trước chụp khói hôm tây nào. Nào, cả nhà vào đây, vào đây, vào đứng đi. Nào. Rồi, cả nhà lên đây, chụp ảnh cả nhà nào. Cả nhà lên đi. Đấy, cả nhà lên đi. Nào. Rồi, chị Trang ra đây làm kiểu nào? Có không? Có ra không? Xinh quá, sợ vào hỏng hết ảnh. Rồi, em và chị lại được gặp nhau rồi. Đây, ông chủ Thái Lan này đây. Quần rách chết kìa. Lùng thùng kìa. Này, xem cái quần này. Đừng được hai tải ngô. Người thì đã bé rồi. Đi gió thổi bay. Rồi cả nhà nào, 1, 2, 3 nào. Đứng sát sát một tí nào. Chị ấy bây giờ cởi hết áo rồi. Chị ấy cất cái áo đi, ở nơi khác đi. Để sao, đúng rồi. Không ai ăn trộm đâu mà lo. 1, 2, 3 nào, yêu bên nào. Tử nha.
Này, chỉ việc đi chụp ảnh cho các chị rồi. Một, hai, ba nào. Yêu bên nào, like nào, like nào. Một, hai, ba nào. Mình chưa có rồi, từ từ để em đếm từ sướng nhá. Cả nhà từ sướng thông cảm nhá, rồi. Một, hai, ba nào. Một, hai, ba nào. Rồi, được rồi. Ủa, chụp ảnh mệt quá. Rồi, đưa các chị sang nhà đó. Ngôi nhà đi vào đây. Đấy, cả nhà đi vào đây. Đấy, đúng rồi, đi thẳng thôi. Đấy, các chị đi vào nhà áp áo này. Đi như là đi chầu cơ này. Đấy, không ra nhà báo đấy nhá. Đấy, nhà này có 7 tỷ thôi. Nhà 7 tỷ đó, 7 tỷ đấy. Rất rộng, ở sau rộng lắm. Đấy, ở đây có chú cổng đuôi. Chú cổng đuôi này thì chỉ có mấy triệu thôi. Rất đẹp luôn. Đây là chú cổng đuôi cả nhà nhá, đây. Chú cổng đuôi rất đáng yêu này. Đấy, đấy, mắt nhá, mắt đỏ nhá. Đấy, mắt đỏ này. Đấy. Yêu chưa, yêu chưa. Yêu quá. Đấy, chụp ảnh với chó đi. Nhưng mà nó không cho mình bế. Bế à, chị cứ bế đi. Đây, không gian ở trong nhà này. Nhà đây là nhà trình tường. Nhà này có niên đại là hơn 50 tuổi rồi. Cứ bảo hơn 50 tuổi cho chắc ăn. Ngôi nhà này có niên đại là 100 năm. 100 năm. Chị mua thì sẽ bán đấy. Bán chứ, bán hết. Bán hết. Vâng, bán người không? Bán cả người luôn. Ok, mua chủ nhá. Vâng. Mua chủ đường nhà. Cái này có bán không hả Pháo? Bán hết chị ơi, không có cái gì là không bán cả. Và người còn bán nữa là cái này. Bán mà. Đấy, tí hỏi nghệ nhân là đây là bao nhiêu tiền? Anh em Tuyến ơi. Đây nghệ nhân đây, đây mặc quần thủng đít đây. Đây để làm đồ, còn em này là đội riêng. Cái này thì bán, cái này thì bao nhiêu? Cái này thì cho rượu vào cũng được, hoặc là đặt lò hoa. Đấy, em chào chị nhá, rồi. Rồi, ở trên kia với em. Đấy, các chị về với nhà áp áo thì chỉ có thích lấy hết đồ thôi. À đây, đồ đẹp này. Này lọ hoa mà nó bằng gỗ này. Đây có thể là đặt cho rượu vào uống được. Đây là tấm bình phong. Ai vào sờ là có người thương luôn. Đây chị cứ sờ đi, đấy. Rồi em lo là tối nay đến kín hết nhà đấy. Các chị đang ngắm nhà cổ áp áo này. Em ơi, con này con voi à? À con này á. Để sang xem con gì. À đây hình như con gì cũng tùy chị. À vâng vâng. Chị tưởng tượng con gì là con. Biết đâu con thạch sùng hay biết đâu là con hà mã thì làm nào. Đấy, rất là nhiều đồ nhá. Cực kỳ nhiều đồ. Đấy, không gian ở ngoài này toàn gỗ thôi. Ở phía bên này là mọi người sẽ ngồi uống trà này, thưởng trà này. Có một nghệ sĩ đang ngồi, không biết là nghệ sĩ nào ở đâu hay là du khách đây. Đấy, chào em chào chị nhá, chị ơi. Quả này ăn chua lắm. Quả này ngon lắm. Rồi rồi, đấy, quả óc chó đấy. Hay là quả ấy nhỉ, cóc đúng không? Rồi rồi. Đây là không gian ở ngồi uống trà, thưởng trà nhá. Đây, cho mọi người vào ngắm nhà đây. Chị ơi, chị cởi hết đồ áo, chị để đấy cũng được, không phải ôm đâu, không ai ăn trộm đâu mà. Rồi, chị thương yêu. Chị đi chụp ảnh mà chị cứ ôm một túi đồ khổ, thương chị. Vất vả. Chị cứ để đấy sau, tí lấy sau. Không sợ mất đâu. Để đây thì có cam hết rồi. Đấy. Chị vào ngắm nhà đi. Đấy. Đi theo chị này. Đấy. Đây, ngôi nhà của áp áo đấy nha. Đấy, phía bên này là cho một đôi, cặp đôi riêng tư nhá. À, không có đôi riêng tư. Cho lái xe ngủ đây sướng quá nhờ. Lái xe này sang đây, ngủ ở đây đây. Cho Việt Kiều nhà em lái đi. Đây, hoặc là một chàng trai ngủ ở đây. Đêm nay sẽ ngủ ở đây một chàng trai này. Thế nửa đêm thì cô gái sang cũng được.
Đấy, rồi đây, không gian nhé. Anh có giới thiệu ông cô nào không? À thì tối tính sau phải uống rượu mê mê đấy. Có 18 bò. Đây, ta có 18 con bò mà. Đấy. Tám mươi năm rồi. Đây là nhà cổ mà tất cả đều cổ hết. Chả thấy cái nào mới. Đấy, tất cả đều cổ này. Chỉ có mỗi cái tủ lạnh nó mới thôi. Đây là cũng cổ hết này. Vâng, nhà của em đây. Nhưng mà 7 tỷ họ không bán đâu. Bây giờ đây chỉ có thuê lại thôi, thuê lại về sử dụng thôi. Đó. Họ bán cao lắm, không mua được. Ở đây, đây là không gian cổ này. Các chị là ngắm nghía đây, nào là xích ngựa này, nào là bát cổ này. Đấy, gỗ quý nó phải nặng nhé, gỗ đều nó toàn nhẹ thôi. À, đàn này đàn không dây. Đàn không dây, chị thích đánh đàn, chị biết đánh đàn không dây không? Có đàn không dây. Đây, không, có đàn không dây mà. Các chị tự hiểu. Đàn của dân tộc nào đây? Dân tộc người Mông. Đàn không dây. Ờ, thật không, tối nay em sẽ cho chị trải nghiệm đàn không dây. Giống như đánh đàn tì bà đấy. À, trời ơi. Chị đang mơ tưởng. Đấy, đây là đàn không dây. Tối nay em đánh cho chị nghe. Đấy, đàn không dây cả nhà nhé. Chị cứ nghiêng nghiêng là nó đổ mà. Đấy, rồi. Đấy, không gian rất đẹp này. Cây này là như thế nào, còn sống không? Đang ở ngoài. Ôi, anh thấy. Ôi, thì sao nó đen thế mà? Đấy, cành đen vẫn còn dịch sống hả? Đấy. Rất thơ mộng luôn. Màn sợ. Nhiều thứ độc lạ quá đấy. Đấy, nó đang nở hoa mà. Ừ, hay nhờ. Nó cảm giác là nó kiểu bị băng giá. Gọi là hoa nở trên đá. Hoa trên đá. Đấy. Đây, các chị đang đi sờ này. Cái này gọi là đẹp không? Quá đẹp không, đúng không? Đúng. Đấy này, các chị đang check in này, chụp ảnh này, chị chụp ảnh hoa. Cái kia là cái áo của người đồng bào Mông vùng cao, khi mà thồ những đồ vật nặng lên nương thì người ta sẽ mặc áo này. À, còn phía bên này là, đây là chiếc khen. Đấy, chiếc khen. Khen này khen cổ. Khen cổ, khen này thì có nhiều tuổi rồi. Ừ, đấy. Nhiều năm tuổi rồi. Còn phía bên này là, đây là trình tường. Đấy, ngôi nhà này 80 năm rồi, 80 năm tuổi rồi. Đây, không gian mộc mạc toàn gỗ thôi. Em không biết tả kiểu gì bây giờ. Đấy, toàn nhiều đồ quá, không biết tả. Nghệ sĩ là người ta, anh đấy là ở đây cùng em, hỗ trợ em là trông nhà với dọn nhà với đón khách với các loại. Đây, và những đồ này là anh đấy tự làm hết và có thể vừa bán luôn. Đây, các chị vào thăm phòng của các chị đi. Đêm nay mình ngủ ở đây. Đấy. Ngủ trải nghiệm nhé. Đấy, thoải mái chăn, nếu mà cần chăn 37 độ thì tối nay em ngủ cùng luôn. Đấy. 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 Ở ngoài đấy. Đây đây, hoa mận cho các chị này. Đấy, hoa mận này. Đấy. Hoa thật đây, không phải hoa giả đâu. Hoa mận hay hoa lê thì em cũng nhìn xa chắc là hoa lê hay là hoa mận chưa biết được. Cứ mờ mờ vào buổi tối này em không biết đâu. Đấy, các chị ngồi thử xem giường nào. Giường này được 2 người thôi nhỉ? Được rồi. 6 người thì em vẫn người, còn 2 bạn nam thì ngủ bên kia. À, 2 bạn nam nhỉ? Đúng rồi, rồi vừa đủ luôn. Rồi. Rồi đấy. Các chị có ngủ thử không? À, ngủ thăm. Đấy, cả nhà nhá. Cửa cũng điện. Chị đây này, bát rượu kia. Đấy. Ở kia là gọi là để cái nồi nấu rượu đấy. Còn cái bát chiết yêu kìa. Đấy. Đấy, cái cày để đựng thôi. À, đấy là nó về tối mờ mờ ảo các chị mới thích, bây giờ sáng quá không thích đâu. Rồi, à, các chị ra ngoài đi nhờ. Rồi, đi ra ngoài. Đấy, rồi. Em thì đặt ăn như nào ở đây? Ăn ở đây luôn. Ừ, em đặt ăn luôn đấy chị. Vâng, vâng, để tối nay ăn lẩu. Ừ, ăn lẩu đi. Ăn gà điên. Tối nay ăn lẩu gà điên. Cái gốc cây kia chị thích kìa, có màu. À, gốc cây kia là rất là quý, hoa anh túc. Ừ, đấy. Hoa thuốc phiện. Tạc bằng hoa thuốc phiện. Mắt là sáng hơn là trăng này. Mà đồ này, đây gỗ này thì tí nữa sẽ hỏi anh Tuyến sao. Bông hoa thuốc phiện này, ừ, rất đẹp nha. Đấy, chị ấy cũng muốn bê về luôn. Có, chị muốn bê về luôn. Đấy, đây là bông hoa thông. Ở cái hoa thông này thì có, ở Hà Nội cũng có. Ở đây rất nhiều xích ngựa các kiểu đây.
Đấy, đây chị ơi, cái này là cối đá của người Mông, chị nâng lên đấy, đấy vâng. Ô chị không biết gì à? Chị nâng lên nặng không? Đây đồng bào làm bằng thủ công. Cái này bằng thủ công. Cái này bằng thủ công. Mà cái này có niên đại hơn 100 năm rồi. Vâng. Chị mang ra đây, bán mà. Giá nó hơi cao. Tí hỏi anh đấy. Cả nhà đây giống như là một cái không, đây giống như là một cái dấu chấm triển của vua chúa từ thời đấy. Đấy, chị thấy không? Đây là đá, đá 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 này là đá ở vùng cao, đá 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 xám. Ừ, em không không rõ là đá gì nữa, để tí em hỏi lại. Đây đây đây, chị chụp ảnh nào, đây. Đây là 1 2 3 nào, chị nào. Đấy giống như là cái này giống như kiểu như là một cái dấu chấm của vua ấy. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy. Đấy, rất. Em lại sưu tầm được những cái. Không, em không sưu tầm mà anh nghệ nhân sưu tầm. Đấy, rất đẹp luôn. Mà không phải là ít như này, rất nhiều ấy. Thế à? Đấy. Thế chị mê mẩn những cái đồ này lắm. Đấy, rất đẹp đấy. Đẹp nhờ. Không phải đẹp đâu mà là mang về rồi. mang về thì vô giá luôn. Cái này có lâu năm lắm rồi. Nhưng mà họ để sản xuất để họ dùng hay là để không, ngày xưa là người ta dùng để làm giã những hạt ớt mèn mén vân vân. Các chị đi đi chụp chó này. Đấy. Đấy, chụp chó đẹp này. Đấy, chú cọc nha cả nhà nha. Chú cọc cái ai mua bán luôn. 5 triệu đồng nha. Đấy. Đấy, các chị đang trải nghiệm này. Đấy. Chị ấy chuyên đi chụp ảnh cho các chị. Chắc bây giờ đang mệt lắm rồi. Tóc xóa hết rồi. Rồi. Rồi, rồi, rồi. Mọi người thì bảo là không cho lên mạng đâu. Nhưng áp áo không, em không cho lên mạng đâu. Yên tâm. Cho lên YouTube thôi. Nhá, yên tâm nhá. Rồi. Còn bạn Tây phía bên này này rất là đẹp trai, vất vả về đường tình duyên này. À tối nay báo đưa đi sản xuất ra người luôn. Nhá, yên tâm nhá. Ok. Sang bên này ngồi không gian nó đẹp này. Đấy, không gian nhà báo ở nhà nhá. Rất thơ mộng luôn. Đấy, cây này là vẫn đang chụp chó này. Đó, từ 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 nâng đi em chụp cho. Chụp đúng một kiểu thôi. 1 2 3 đây, thế là được. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Ô 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Ô nhìn cũng giống giống nhau nhỉ. Đây 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 rồi. Nào chỉ là 1 2 3 nào. Đúng rồi. Nào, đúng rồi. À, bây giờ sợ giống chó quá lại bây giờ chuyển sang mèo. À, 1 2 3 nào. Chị nhìn bên đây 1 2 3 nào. Bảo mít à, ra ra 1 2 3 nào. Chị bế xông ngược lên, xông ngược hai chân lên thì đẹp. À, trốn. Rồi chú mèo rất dễ thương này. 1 2 3 nào. Mèo 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 mèo. Mèo 1 2 3 nào. Ồ chị cũng giống con mèo luôn. Đúng rồi còn gì nữa. Trước là mèo hoặc chó. À, rồi. Các chị. Ê có quả nhót, có quả. Đây. Nhiều mà. À đây đây đúng rồi đây. Chị cũng thích giống con chó rồi. À yêu bên nào. Chị đỡ chị một chân đặt lên trên này này. Đúng rồi đấy, rồi đặt cho con. À, 1 2 3 nào, 1 2 3 nào. Rồi rồi. Dạng thế này. Nhìn này. Rồi đấy được rồi. Ôi giời ơi. Quá yêu luôn. Trời ơi. Ôi giời ơi, yêu nha. Yêu thật. Em này là chó ta thuần đấy nhỉ. Chó cộc đuôi, dòng chó quý hiếm nhất Việt Nam. Thật là mình nhìn phát mình thích ngay. Giống như chó Phú Quốc ấy, nhưng bây giờ chó cộc đuôi là thần khuyển. Đấy, cả nhà nha, mắt nó đỏ này. Mắt nó đỏ này, mũi nó đỏ này. Đấy, mà đây là cái nhá. Con cái này rất đẹp này. Là
này nó sinh con, nó đào hang sâu lắm luôn, nó đào nó sinh con. Vâng, vâng. Nhà nhà ông Tuấn có một con, hai con, xong rồi nó đào hang sâu kinh khủng luôn. Vâng. Nó sinh, nó đẻ con. Không gian của nhà này, cả nhà này, mộc mạc này, gần 100 năm tuổi rồi. Đấy, nhà thì hôm nay thì cũng không có hoa gì đâu, cây trúc đen này, cây trúc đen trước nhà này, thơ mộng luôn. Đấy, các chị về nhà báo thích chó thôi, thích chó cũng muốn mang chó về luôn. Các chị ngồi uống nước đấy, ngồi nghỉ ngơi uống nước đấy. Đấy, không gian bên này này. Đấy, ngồi bên kia chụp một kiểu ảnh này. Đây là cái máng lợn với cả cái mấy cái đồ mà ở trong trong bản chị ạ. À, thế à? Một số đây máng lợn nhiều lắm. Toàn máng lợn của đồng bào ấy. Sau các anh đi vào bản sưu tầm và làm ra những bộ ghế này. Đấy. Bọn mình chụp đi. Các chị đấy, tranh thủ chụp này. Đấy, thích ngồi đâu chụp nào. Đấy, ngồi ngửa ra thì mới nhìn thấy chị sao. Đấy. 1, 2, 3 nào. Đấy, có khói, có gió thì mới đẹp chứ. Đấy, yêu bên nào. Nào. Chị, các chị nhìn về đây nào. Rồi, yêu bên nào. Rồi, ngồi im nhá. Thơ mộng này. Cán bộ sao ngồi im thế. Chắc là thất tình rồi. Rồi. Rồi, ở đây rồi. Máy nó tự chụp. Rồi. Gặp chị, gặp em anh nắm cổ tay, ngày xưa em trắng sau dày em đen. Bây giờ gặp chị nắm cả cái này rồi. Chưa ngồi gần đã nắm cả đúng cái này rồi. À, chị sờ vào đấy, chị sờ vào đấy. Mà sao các chị cứ chọn vào sờ vào chỗ đấy nhỉ? Ừ, thế hay chứ rồi ôi. Thế có vừa tay không? Quá vừa. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? Tranh hơn 10 năm, hơn 10 năm. Làm bài. Rồi. Nhưng mà chị thích cầm vị trí nào để em còn biết? Mọi chỗ. Mọi chỗ có một cảm giác riêng. Đấy, đấy. Cái này là chị sờ vào cái đầu của nó đi. Đấy, đấy là cái gốc đấy, không phải cái đầu đâu. Đấy, đúng không? À, cái này không phải là cái đầu mà đây là cái gốc. À, đấy rồi. Còn cái này là cái gì đấy? Đấy, quả bầu. Ai sờ vào thì có bầu luôn. Chị có tin là chị có bầu không? Sau đêm nay. À, có bầu xô. Rồi, đấy. Sẽ có người bầu chị. Làm ông bầu. Đấy, ông bầu. À, có người lăng xê cho chị. Đấy. Nhưng mà chưa có rượu để cũng không lo đâu, bởi vì ngày nào em chả uống rượu nhé. Em uống say rồi nó ở trong người rồi. Ôi cả nhà, tặng các chị bản sáo mông ở không gian đây. Ở đây thì rất là mộc mạc, rất là đơn sơ thôi. Đây, cực kỳ thơ mộng luôn cả nhà. Đấy, ngồi đây mà nghe từ tiếng sáo thì mới mê đấy. Ồ, cũng vào à? Chị vào đây, vào trong này luôn. Chị ngồi đây là bị che đấy. Chị vào này. Đấy, lùi một tí để vào sợi che màn hình. Các chị vào đây để em quay cho. Mấy khi. Người nghệ sĩ làm nên ấy. Bình thường nó chỉ là máng lợn thôi. Bây giờ vào nghệ sĩ thì nó lại thành cái chỗ để mình ăn cơm. À, những cái máng lợn ấy, những cái máng lợn của đồng bào ấy. Thì về mình sẽ lấy cái cọ, mình cọ đi. Sau mình đánh thật sạch đi. Sau đó mình lại bày ra. Mình cho hoa quả vào. Đấy, này. Ví dụ em lấy cho các chị xem nhé. Đấy, ví dụ thế. Đây đây là sưa đỏ hay sưa điếc gì đấy. Đấy, đây là cả nhà, đây là cái máng lợn này. Đồng bào chỉ cho lợn ăn thôi, nhưng bây giờ mình mang về thì mình cò kỳ, cò sạch sẽ thì mình người cũng ăn được. Đấy, đúng không? Đẹp nhờ. Đây này. Bây giờ mình đổ rượu vào hay mình cho món ăn gì vào đây cũng được. Đấy, trộn cái gì cũng được, miễn là ăn được. Đấy, mình có thể ăn. Đấy. Sáng tạo hay đấy. Rồi. Bán luôn đi, chị mua
Tí hỏi bán luôn. Ôi cả nhà hôm nay rất là vui là được đón tiếp các anh chị ở đây. Thì em tặng các anh chị bản sáo mông, không gian rất là mộc mạc, nhà thì toàn gỗ thôi, chả có gì đâu, sợ chập cháy điện thôi. Chập cháy điện là cháy hết. Rồi. Chị cứ ngồi bên này. Chị ngồi bên này rồi. Đấy. Rồi chắc là không cần rượu đâu, hôm qua em cũng uống say rồi. Đủ rượu để sáo lên. Tặng các anh chị bản sáo mông nhé. Cả nhà thân mến, chương trình trải nghiệm thăm nhà của A Páo xin phép được tạm dừng ở đây. Và bây giờ A Páo sẽ mời các chị cùng tham quan nhẹ nhẹ ở đây và mình sẽ đi ăn cơm trưa nhỉ. Và chiều nay sẽ đi Mã Pì Lèng mỏm đá rồng của A Páo. Rồi, A Páo xin phép được khép lại video đây. Chúc cả nhà sức khỏe, mua say, lo xa xa. Chào cả nhà. Và các chị cứ ngồi chụp ảnh hay là muốn chụp món đồ gì đấy cứ chụp đi, sau muốn mua cái gì thì lại tính sau. Đấy. Bây giờ là cứ mọi người đang cứ chụp ảnh đã để em xử lý. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống hồ mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô, nơi đại ngàn đa xám. Giữa núi rừng đường đao khoe sắc, như chỉ hồng trên đá. Ô chàng trai mi tù, mù say say lòi say say. Mù say say lòi say say hồ chứ. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh.
đi nhanh nhanh về nhanh nhanh, ta uống thank you.